Hội thao quân sự quốc tế Army Games là sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015. Đây là dịp để quân đội các nước thể hiện khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua hơn 30 nội dung thi đấu quân sự đa dạng. Army Games 2020 là lần thứ 3 quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tham gia với số lượng đội tuyển đông đảo nhất từ trước tới nay. 13 đội tuyển tham gia tranh tài ở 12 nội dung thi đấu. Xe tăng hành tiến Tank Biathlon là một trong những nội dung thi đấu gay cấn và hấp dẫn nhất của Army Games. Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã 3 năm liền tham gia thi đấu tại nội dung này và đều đạt được thành tích tốt. Từ vị trí thứ 17 trên 22 khi lần đầu tiên tham gia thi đấu vào năm 2018. Một năm sau, đội tuyển giành huy chương bạc bảng 2 và đến năm 2020, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng ta đã giành được huy chương vàng chung cuộc bảng 2. Đây là thành tích rất vinh dự, tự hào, đánh dấu một bước phát triển mới trên chặng đường 61 năm truyền thống hào hùng của bộ đội tăng thiết giáp. Và để đạt được thành tích đáng tự hào đó, những người lính xe tăng thời đại mới đã phải trải qua quá trình khổ luyện ròng rã nhiều năm trời. Hành trình trên bánh xích đến với thao trường Alabino tại nước Nga xa xôi của những người lính xe tăng bắt đầu từ những ngày đầu năm 2018 khi Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cử đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games năm 2018, trong đó có nội dung thi xe tăng hành tiến. Thời điểm đó, hầu như bộ đội ta chưa biết nhiều đến cuộc thi này, cũng chưa từng tham gia các cuộc thi xe tăng tương tự, nên đối với thể lệ, luật lệ thi đấu hoàn toàn mới lạ. Điều kiện thao trường bãi tập hạn hẹp chưa mô phỏng được sát với thực tế khi thi đấu. Cái điểm yếu nhất của đội tuyển đó là khả năng làm chủ loại vũ khí trang bị mới là chúng ta vẫn còn có những cái hạn chế nhất định. Cũng lý do rất đơn giản là bởi vì là loại xe đó chúng ta chưa có. Đấy. Thời gian chúng ta tiếp xúc ở bên Nga thì nó rất là ít. Thế cho nên nó sẽ xảy ra các cái trục trặc mà chúng ta chưa lường hết được, dẫn đến cái việc xử lý của thành viên là còn lúng túng. Khó khăn là vậy, nhưng Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vẫn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của binh chủng. Từ đó, Đảng ủy quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng loạt các giải pháp đầy sáng tạo đã được binh chủng triển khai. Từ việc tập hợp đội tuyển bao gồm các thành viên xuất sắc từ các đơn vị trong binh chủng và một ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Lựa chọn phương tiện tương đồng chủng loại xe thi đấu. Tại thao trường, tạo các vật cản tương tự điều kiện thi đấu và hợp tác chặt chẽ với nước bạn Nga để bộ đội có thêm thời gian làm quen và luyện tập thực địa. Kết quả thi đấu tốt của đội tuyển tại Army Games 2018 và sau đó là tấm huy chương bạc bảng 2 năm 2019 chính là thành quả cho quyết tâm và những nỗ lực luyện tập không mệt mỏi của cả đội tuyển và toàn binh chủng. Và đây cũng là một thành tích rất là tốt. Tôi cho rằng là cũng là sự nỗ lực cố gắng của đội tuyển, từng thành viên kíp xe, các đồng chí đã nỗ lực thi đấu. Bên cạnh đó thì được sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu và sự động viên của cán bộ, chiến sĩ binh chủng và lực lượng tăng thiết giáp toàn quân cho đội tuyển. Thành tích đó vừa là động lực nhưng cũng trở thành thách thức không nhỏ cho đội tuyển khi bước vào kỳ Army Games 2020. Giao nhiệm vụ cho đội tuyển xe tăng tham gia Army Games 2020, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh yêu cầu Bộ Tham mưu, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng 201, Ban huấn luyện, các thành viên của đội tuyển và các cơ quan đơn vị có liên quan phải tập trung toàn lực bảo đảm cho đội tuyển được luyện tập trong điều kiện tốt nhất có thể.
luyện tập trong điều kiện cả nước đang thực hiện chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Giữa cái nắng hè oi ả, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C. Thêm vào đó, phương tiện, vũ khí trang bị luyện tập của đội tuyển là xe T-54, T-55, không tương xứng với dòng xe T-72B3, là xe mà đội tuyển phải thi đấu. Thế nhưng, khó khăn gian khổ như càng rèn vững thêm bản lĩnh, tinh thần thép cho những người lính trẻ. Với họ, đã lên xe thì mục tiêu chỉ có một. Luyện tập trên cái xe tăng đời cũ của chúng ta đấy là một là rèn luyện trước hết là về tâm lý, hai là rèn luyện về thể lực và ba là rèn luyện về cái bản lĩnh trong quá trình thi đấu. Nhận thức rõ những hạn chế về phương tiện, vũ khí trang bị luyện tập, binh chủng đã tổ chức biên soạn một số tài liệu về xe tăng T-72B3 và cho đội tuyển học tiếng Nga giao tiếp thông dụng, các khẩu lệnh trong thi đấu. Các tuyển thủ cũng được huấn luyện lý thuyết về cấu tạo hệ thống vũ khí trên xe T-72B3, những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai dòng xe, làm cơ sở huấn luyện và thi đấu trong Army Games 2020. Nắm chắc cấu tạo và sử dụng hệ thống thông tin P-168-25IE-2 trên xe T-90S và xe T-72B3. Huấn luyện thực hành bắn súng máy 12-7 theo điều kiện vòng loại, bán kết, chung kết. Trong quá trình huấn luyện là chúng tôi đã tiến hành hiệp đồng rất kỹ để mà trong quá trình thi đấu làm sao mà có những cái sự hiệp đồng và thành thục nhất trong các động tác. Để chỉ cần là chúng tôi nhìn nhau là chúng tôi đã biết là có thể là làm gì và những cái công việc tiếp theo là chúng tôi làm những cái gì. Với lái xe, được tập trung huấn luyện động tác lên xuống xe, lái phân đoạn từng vật cản, lái tổng hợp trên thiết bị mô phỏng, thực hành lái vượt vật cản bãi mìn và đường zig zag sát với điều kiện thi đấu. Qua các mùa giải đã tham gia thi đấu và để đúc rút ra kinh nghiệm thì khi mà lái bắn hành tiến thì đối với lái xe thì điều khiển xe phải ở tốc độ là thấp nhất. Nhưng mà vòng quay tốc độ vòng quay của động cơ phải đảm bảo đủ để cấp điện đến phần vũ khí của xe để sử dụng ổn định cũng như ngắm bắn các mục tiêu. Bên cạnh đó lái xe điều khiển xe phải thật êm, nhẹ nhàng, từng bước xích một để cho pháo thủ kết thúc phát bắn, tiêu diệt các mục tiêu. Phần huấn luyện thể lực cũng được tăng cường độ nhằm duy trì cho các thành viên có đủ sức khỏe để khi sang Nga có thể thích nghi với sự thay đổi về múi giờ, điều kiện thời tiết, khí hậu nước bạn. Trong quá trình luyện tập, chỉ huy đội tuyển cùng các đồng chí huấn luyện viên thường xuyên tổ chức kiểm tra các nội dung huấn luyện bắn lái theo các bài phân đoạn, tổng hợp đối với các thành viên kiếp xe, có sổ ghi chép đánh giá và nhận xét kết quả luyện tập của từng kiếp xe, nhanh chóng rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm của từng kiếp xe, từng cá nhân sau từng lần tập. Do đó, đã kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót xảy ra, nâng cao kết quả huấn luyện. Tôi đã dự kiến một số cái tình huống và những cái hỏng hóc thường xảy ra trong quá trình chiến đấu để đưa vào trong các cái bài tập để rèn luyện cái tâm lý, bản lĩnh thi đấu và cái khả năng xử trí các tình huống trong quá trình thi đấu của các thành viên kiếp xe. Ví dụ như là cái việc là vỏ đạn không hất được ra ngoài thì nó sẽ dẫn đến trục trặc hệ thống ổn định. Thì cái này năm nay chúng tôi cũng đã có những cái nghiên cứu và để giải quyết cho anh em khắc phục cái việc đó để tăng cường cái khả năng trúng đích của viên đạn. Không chỉ được bảo đảm nơi ăn ở, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị tốt nhất, đội tuyển còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cả về vật chất và tinh thần. Qua đó, đã góp phần giảm bớt những vất vả, nêu cao bản lĩnh, quyết tâm cao trong luyện tập cho những người lính trẻ. Hôm nay lên thăm các đồng chí thì thấy anh em khỏe mạnh này cũng rất là mừng. Trong cái điều kiện nắng, các đồng chí phát huy tốt cái trách nhiệm, tốt cái đoàn kết để tổ chức luyện tập, huấn luyện như này rất tốt. Kết quả kiểm tra sau huấn luyện cho thấy, cùng với sự quan tâm kiểm tra sâu sát của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, đội tuyển xe tăng của ta đã thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của đội tuyển. Các thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong luyện tập, sẵn sàng thi đấu đạt kết quả cao. Năm nay, so với cùng kỳ của trước khi sang Nga thi đấu của năm
2018 và 2019 thì kết quả có rất nhiều đáng khích lệ, đặc biệt là cái khả năng thao tác sử dụng vũ khí trên xe tăng bắn vào các mục tiêu và cái xác suất diệt các mục tiêu trong điều kiện tương thích với thi đấu năm nay rất là tốt. Mỗi năm thi đấu chúng tôi thì không đặt ra thành tích nào cả, mà cái thành tích lớn nhất là chúng tôi là thắng chính mình. Quan trọng nhất là mang cái tinh thần của bộ đội xe tăng cũng như là của bộ đội Việt Nam sang để với các nước là cái lớn nhất. Thực hiện kế hoạch số 1911 KHTM ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tổng Tham mưu về tổ chức cho các đội tuyển tham gia Hội thao quân sự quốc tế năm 2020. Trong lễ xuất quân tại Trung tâm Huấn luyện Tổng hợp Tăng Thiết Giáp, Bộ Tư lệnh đã tổ chức giao nhiệm vụ cho đội tuyển xe tăng và nhấn mạnh đội tuyển phải luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tham gia Army Games 2020. Cùng với trái tim và ý chí sục sôi quyết thắng của bản thân, hành trang mà mỗi tuyển thủ của đội luôn mang theo trong suốt quá trình thi đấu chính là sự cổ vũ, động viên, thăm hỏi của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh chủng, lãnh đạo, chỉ huy các quân khu, quân đoàn, quân chủng, cũng như hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước. Chúc cho đội tuyển xe tăng Việt Nam bình tĩnh, tự tin, quyết thắng, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể và bắn chính xác tiêu diệt các mục tiêu. Từ quê hương Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới đội tuyển xe tăng Việt Nam vô địch. Chúc các đồng chí trong các đội tuyển Army Games Việt Nam giành cái thành tích kết quả cao nhất để đem về cái vinh dự cho đất nước. Đã ra quân là đánh thắng. Chúc đồng chí Phan Anh Tuấn cùng lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam tham gia thi đấu bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Tại thao trường Alabino của nước Nga xa xôi, trước, trong và sau cuộc thi, đội tuyển xe tăng Việt Nam thường xuyên nhận được những chỉ đạo định hướng, những lời động viên từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh thông qua lập nhóm riêng trên Zalo, hỏi thăm sức khỏe, quan tâm đến từng giấc ngủ, ăn ở, sinh hoạt của đội tuyển, định hướng tích cực giao lưu tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các nước cùng tham gia. Qua đó, để quảng bá sâu rộng về hình ảnh đất nước con người Việt Nam, hình ảnh người lính xe tăng, đặc biệt là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên đất nước bạn và bạn bè quốc tế. Còn trên thao trường luyện tập, chỉ huy đội đã luôn bám sát tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh và đề ra các biện pháp phù hợp. Tất cả như tiếp thêm sức mạnh, củng cố ý chí và quyết tâm thi đấu cho mỗi thành viên và toàn đội nghiên cứu, tìm tòi, thực hiện các biện pháp sáng tạo để ổn định tâm lý, không căng thẳng áp lực, tận dụng kinh nghiệm, phát huy thành tích những năm trước, đồng thời luôn đoàn kết, đồng sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị chu đáo, thi đấu bình tĩnh, tự tin, quyết tâm, linh hoạt, đúng luật, giành kết quả cao nhất. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Mười lăm giờ ngày 24 tháng 8 giờ Việt Nam, đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có trận thi đấu chính thức đầu tiên ở vòng loại cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2020. Ngay sau khi xuất phát, chiếc xe tăng màu vàng của đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng cơ động vượt qua các vật cản, xuất sắc tiêu diệt 5/5 mục tiêu bia số 12, 25 và số 9, tốc độ cao nhất đạt tới 72 km/h. Và về đích đầu tiên với thành tích 28 phút 20 giây. Chiến thắng trận đầu là cơ sở vững chắc giúp đội tuyển tiếp tục thi đấu tốt tại vòng loại và xếp thứ hai toàn bảng với tổng thời gian thi đấu là 104 phút 18 giây, là đội tiêu diệt được nhiều mục tiêu nhất vòng loại bảng 2 với 11 trên 15 mục tiêu. Vào vòng bán kết cùng 4 đội Myanmar, Tajikistan, Lào và Congo,
đội tuyển xe tăng Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu xuất sắc. Kíp xe số 1 khởi đầu tốt khi hoàn thành phần thi chỉ mất 42 phút 13 giây, tiêu diệt được 7 trên 8 mục tiêu. Tốc độ bắn khá cao, điểm xạ tốt. Vận tốc xe chạy khi hành tiến bắn đảm bảo. Các kíp xe thứ 2, thứ 3 cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dù trong ngày thi đấu, cuộc thi bị gián đoạn giữa chừng do công tác bảo đảm kỹ thuật thao trường, khiến cho tâm lý thi đấu của các tuyển thủ bị ảnh hưởng ít nhiều. Kết quả, đội tuyển Việt Nam về đích với thời gian 2 giờ 23 phút 16 giây, đứng thứ 2 vòng bán kết của bảng 2, tiêu diệt được 13 trên 24 mục tiêu và có điểm xạ kích tốt hơn đội đứng đầu bảng là Myanmar khi họ chỉ diệt được 9 trên 24 mục tiêu và cao hơn hẳn đội đứng thứ 3 là Tajikistan khi đội này chỉ hạ được 2 trên 24 mục tiêu. Trong trận chung kết cùng 3 đội tuyển Lào, Myanmar và Tajikistan ngày 4 tháng 9 năm 2020, đội tuyển có một khởi đầu không thật sự suôn sẻ khi kíp xe thứ nhất của Myanmar là đội về đích đầu tiên. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và ý chí thép của mình, kíp xe thứ hai của đội Việt Nam đã nhanh chóng bứt phá và vượt lên dẫn đầu. Cùng với một chiến thuật thi đấu hiệu quả, sau khi phát hiện pháo 125mm trên xe của đội Việt Nam gặp vấn đề trong kíp 1 và 2, đội tuyển đã yêu cầu ban tổ chức cho đổi xe dự bị. Và nhờ đó, kíp thứ 3 của đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc bài thi, hạ 3 bia số 9, 2 bia số 12 và cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Quang Tùng ơi, tôi rất là cảm động chiến thắng của anh em. Đây là chiến công mà anh em đã hy sinh rất nhiều về thời gian, về sức khỏe, về công việc để phấn đấu đạt được cái thành tích đó. Những giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc. Những gương mặt rạng rỡ tự hào không chỉ của các thành viên đội tuyển, ban huấn luyện đội tuyển mà còn của hàng triệu cán bộ chiến sĩ toàn quân và người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Đến giờ phút này tôi rất là cảm xúc vì ba kíp xe của đội xe tuyển xe tăng Việt Nam, các đồng chí đã thực hiện theo đúng đấu pháp của ban huấn luyện và chúng ta đã thực hiện theo đúng ý định. Và đến giờ phút này các đồng chí đã thành công và huy chương vàng đã đến với đội tuyển xe tăng Việt Nam. Thành tích đáng tự hào ấy được đánh đổi không chỉ bằng những giọt mồ hôi mặn đắng trên thao trường huấn luyện, bằng những bữa trưa tạm chỉ có lương khô và nước lọc, hay bị gãy răng, bầm tím cơ thể sau hàng giờ thi đấu nghẹt thở, mà còn bằng cả những hy sinh cá nhân thầm lặng của tuyển thủ khi sẵn sàng lùi dạm ngõ hỏi vợ để đi thi đấu. Tất cả khiến cho tấm huy chương vàng của đội tuyển xe tăng Việt Nam trở thành một trong những món quà thiết thực nhất mừng ngày độc lập của dân tộc, góp phần làm nên thành tích đáng tự hào của đoàn đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2020, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Kết quả trên đã khẳng định chất lượng huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí trang bị của binh chủng tăng thiết giáp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của tăng thiết giáp nói riêng, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, ý chí, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với chức vô địch bảng 2 năm 2020, đến kỳ Army Games năm 2021, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu cùng bảng với các đội tuyển hạng nhất. Một thử thách mới được đặt ra, một kỳ vọng mới cần chạm đến, và những người lính xe tăng vẫn luôn sẵn sàng để chinh phục đỉnh cao mới đó. Cờ tổ quốc trên tháp pháo xe tăng, mang theo niềm tin.